Đoạn dưới sẽ nói rõ. Tâm trạng và quá trình khi làm hội tập lại. Ngài dùng tâm trạng gì? Vứt bỏ vạn duyên. Chúng ta thường nói buông xuống vạn duyên. Cái gì cũng buông xuống. Đóng cửa 3 năm. Đóng cửa trong thời gian 3 năm. Dùng cách thức này buông bỏ tất cả quấy nhiễu. Một mình. Bởi vì phía sau có câu nói lắng tâm tồn chí. Đây là nói một mình, không có đồng bạn. Tịnh đàn kết giới. Đây là sự chân thành của ông. Khi làm công việc hội tập này 3 năm, việc soạn bản thảo hoàn thành rồi. Sửa bản thảo 10 lần, lại tu đính 10 lần. Mới hoàn thành bản kinh, khi đó bộ kinh mới thành tựu. Không phải 3 năm mà thành tựu, 3 năm chỉ hoàn thành bản thảo thứ nhất. 10 năm mới thành công. Bản hội tập này, bạn thấy ông làm việc cẩn thận biết mấy. Đây là cho chúng ta một biểu pháp. Cái biểu pháp này ý nghĩa thế nào? 10 phần thành kính. Thì ông sẽ có được 10 phần lợi ích. Bộ kinh này công đức viên mãn, không thể xem thường một chút nào. Dùng cái tâm xem thường mà làm, nhất định bạn không thể thành công, nhất định sẽ có sai sót. Hạ lão hội tập chân thành như thế, chúng ta ngày nay thọ trì cũng phải dùng cái tâm chân thành như hạ lão để thọ trì thì mới được lợi ích. Nếu như không có cái tâm chân thành như thế, cho dù kinh sách có bày trước mắt, ngày ngày đọc tụng thì cũng không được lợi ích. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Tại sao chúng ta học Phật nhiều năm như thế? Lòng vẫn thiếu kiên nhẫn. Trong tâm vẫn còn đầy những tham sân si mạn nghi. Đây là năm độc. Học Phật nhiều năm như vậy có giảm được chút nào không? Không có. Vậy chẳng khác nào không học Phật. Đáng sợ nhất là gì? Cùng với tuổi tác chồng chất, phiền toái lại càng nhiều. Những tạp khí phiền não càng ngày càng nặng. Nếu như ở trong tình trạng này, vậy tự mình phải hiểu rõ. Không thể tránh được luân hồi.
Luân hồi đi đâu? Tôi kiếp sau có còn được thân người không? Vậy phải hỏi bạn. Thập thiện nghiệp đạo, bạn tu được đến đâu? Phật trong kinh giảng cho chúng ta biết, thập thiện hạng trung thì được thân người, kiếp sau còn được thân người. Bạn tự nghĩ thử xem, thập thiện nghiệp đạo của bạn cứ thật tâm mà cho điểm, có thể cho 7, 8 phần, 10 điểm không? Có thể đạt được 7, 8 điểm, kiếp sau không mất thân người. Nếu như bạn nói tôi chỉ có 5 điểm, chưa chắc ăn. Cơ hội để bạn rơi xuống rất lớn. Nếu bạn đầy đủ 10 điểm, tới trời dục giới. Đại đa số người đi đâu? Đến Đao Lợi Thiên. Đao Lợi Thiên phải đủ 10 điểm. Thập thiện nghiệp đạo làm sao thực hành? Đệ tử quy. Đệ tử quy chính là thập thiện nghiệp thực hành sơ bộ. 113 điều trong đệ tử quy bạn đã làm được chưa? Từ đây mà nghĩ là thấy lo sợ rồi. Tại sao? Nếu không thể vãng sinh, cứ tiếp tục luân hồi, cơ hội xuống tam ác đạo quá nhiều, cơ hội vào tam thiện đạo quá ít. Làm sao đây? Sợ không? Sợ. Có thể thay đổi không? Vẫn không thể thay đổi. Sợ cũng vô dụng. Chúng ta tu hành tu cái gì? Chính là tu tâm. Tâm chúng ta có thanh tịnh hay không? Có bình đẳng hay không? Thanh tịnh tâm là giới luật. Bình đẳng tâm là thiền định. Chánh giác tâm là trí tuệ, giới định tuệ. Chúng ta học giới định tuệ như thế nào? Bạn đã sáng tỏ rồi. Trì giới nếu như tâm không thanh tịnh, vậy bạn trì giới là uổng công. Tu định không khai trí tuệ, vậy tu định cũng là uổng công. Nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Cho nên trì giới là phương tiện, không phải mục đích. Nếu muốn đạt được thiền định, bạn phải đạt được bình đẳng. Bình đẳng mới là định. Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Tham sân si có cảm ứng chính là tai nạn, là khác thường. Giới định tuệ là bình thường. Cho nên phải phát Bồ Đề Tâm, luôn luôn chuyên niệm một phương hướng, phương Tây. Một mục tiêu, thế giới cực lạc. Một nguyện vọng, thân cận Phật A-di-đà. Thì một đời này chúng ta sẽ thành công. Các thứ khác là giả. Học rộng nghe nhiều là không sai, nhưng không kịp nữa. Cho nên tôi thường thường khuyên một vài đồng học: muốn học rộng nghe nhiều cho tốt, đi đến thế giới cực lạc. Vì sao? Đi đến chỗ đó, một điều kiện đầu tiên chúng ta có được là vô lượng thọ. Nhiều bao nhiêu đi nữa được, ta có chính là thời gian. Chỗ này tánh mạng quá ngắn ngủi.
Chúng ta không thể lãng phí thời gian, không chịu nổi lãng phí. Hơn nữa tại thế gian này trí tuệ chưa khai mở, học thứ gì đi nữa cũng sẽ không viên mãn, kiến thức nửa vời, trong đó còn phạm rất nhiều sai lầm, cần gì phải như thế? Cho nên phải thật thà, phải nghe lời. Phật dạy cho chúng ta luôn luôn chuyên niệm là Phật dạy. Đây là kinh văn trong kinh Vô Lượng Thọ. Tông. Tông là tông chỉ. Tông là ý nghĩa gì? Trọng yếu nhất. Đây là nói phương pháp tu học. Phương pháp tu học trọng yếu nhất. Phương pháp đáng tôn sùng nhất. Mười phương chư Phật đều tán thán. Phương pháp tu học chủ yếu của Tịnh Độ Tông chính là luôn luôn chuyên niệm. Tông có ba ý nghĩa như thế. Hơi có một chút chấp trước. Chấp trước là gì? Tôi nghĩ muốn khống chế nó, tôi nghĩ muốn chiếm hữu nó. Có cái ý niệm như thế thì tứ thánh pháp giới không có nữa, không thấy nữa. Thế thì xuất hiện cái gì? Lục đạo luân hồi xuất hiện. Tại sao có lục đạo? Do chấp trước mà có. Cho nên bên trong lục đạo, vọng tưởng phân biệt chấp trước toàn bộ đều có. Trong tứ thánh pháp giới có vọng tưởng, có phân biệt, không có chấp trước. Trong sát độ nhất chân pháp giới của chư Phật có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Chấp trước hại chết người. Bạn sống ở thế gian vì sao sống khổ như thế? Chính là do chấp trước. Chấp trước không còn nữa, bạn ở trên thế gian này có vui, không có khổ. Bạn liền ly khổ đắc lạc. Phía dưới một câu này, thị tâm tác Phật, quá trọng yếu rồi. Bạn vì sao không niệm Phật? Niệm Phật, niệm được tự tại, niệm được tương ưng. Vậy càng niệm càng vui vẻ, càng niệm càng khoái lạc. Biết được khắp pháp giới, hư không giới, vạn sự vạn pháp cùng chính mình là một thể. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Bạn liền chứng đắc hai câu nói này. Đó chính là cảnh giới của bạn. Người này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong bốn độ sinh vào độ nào? Người đó sinh thật báo trang nghiêm độ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hoa khai kiến Phật, liền chứng vô sinh pháp nhẫn. Đó là gì? Thật sự là A Duy Việt Trí Bồ Tát, một điểm cũng không giả. Nếu như không nhập vào cảnh giới này cũng có thể vãng sinh, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Đây là sự thù thắng không gì sánh được của pháp môn này. 84,000 pháp môn không có đới nghiệp, chỉ có pháp môn này cho phép bạn đới nghiệp, mang nghiệp vãng sinh. Sinh đến phương tiện độ, đồng cư độ của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đồng cư độ tức là lục đạo ở bên này của chúng ta. Phương tiện độ tức là tứ thánh pháp giới của chúng ta. Tuy nhiên, đồng cư độ cùng phương tiện độ ở Tây Phương không giống như ở đây của chúng ta. Chúng ta ở đây có chướng ngại. Đẳng cấp không bằng nhau thì không gặp được.
Tây phương cực lạc thế giới là thế giới bình đẳng, không có chướng ngại. Thích Ca Di Đà khuyên chúng ta vãng sinh. Mười phương thế giới chư Phật cũng khuyên chúng ta vãng sinh. Đạo lý ở chỗ này, chúng ta một đời này nếu không thể vãng sinh, làm sao xứng đáng với Phật Thích Ca, làm sao xứng đáng với Phật Di Đà, làm sao xứng đáng với mười phương chư Phật. Lời nói này câu câu đều là lời thật. Cho nên hai câu nói này, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, đã nói đến tận cùng. Phía dưới đây là lời của cụ Hoàng Điện: bản lai thị Phật, hiện hữu tác Phật, thị cố đương hạ tức Phật. Lời này không phải là lời khích lệ chúng ta, lời này là lời chân thật. Vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề là chúng ta chính mình không dám gánh vác. Chúng ta chính mình không dám thừa nhận. Không dám gánh vác, không dám thừa nhận là đúng. Thế nào là đúng? Bản lai thị Phật, đây không phải nói suông, câu này là thật. Hiện hữu tác Phật, bạn là có danh mà không thật. Niệm A Di Đà Phật, muốn làm Phật, lúc niệm câu Phật hiệu này có rất nhiều nghi vấn chen vào. Không biết có thật không? Có rất nhiều vấn đề chen vào. Niệm câu Phật hiệu này, trung gian có rất nhiều xen tạp. Xen tạp những thứ gì? Chính bạn không biết. Vì sao không biết? Bạn ngu si, tham sân si. Nếu bạn không ngu si, lúc xen tạp bạn liền biết. Vì ngu si nên lúc xen tạp bạn không biết. Cho nên công phu của bạn không thuần nhất. Niệm Phật lập tức thật là Phật. Bởi vì công phu của bạn không thuần nhất, bạn không đạt được tiêu chuẩn đó. Theo phương hướng này không sai, nhưng không đạt được mục tiêu đó. Làm sao đạt được không hoài nghi? Phải nhìn thấu. Lúc tôi mới học Phật, lão sư dạy tôi nhìn thấu, buông xuống. Nhìn thấu tức là hiểu rõ, đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch. Những người có căn tính trung hạ như chúng ta chỉ có thể từ trong kinh giáo dần dần sáng tỏ rõ ràng. Sau khi hiểu rõ, bạn buông xuống rất dễ dàng. Bạn sẽ tự mình biết được không buông xuống là sai lầm, sai lầm cực lớn. Vì sao phải buông xuống? Bởi vì nó vốn là không có, nó tất cả đều là giả. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Vạn pháp giai không. Lúc đến thường tịch quang tịnh độ, nhân quả cũng không. Điều này chư vị cần phải biết. Đến thường tịch quang, nhân quả liền không có nữa. Trong thật báo độ còn có nhân quả. Trong Phật môn có một câu nói: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Trong mười pháp giới, nhân quả bất không. Thật ra thật báo độ vẫn là nhân quả bất không. Đến thường tịch quang thì không có nữa. Cho nên Hạ Lão tông thuyết câu thông,
tông môn giáo hạ đều thông. Đạt được chữ thông này thật không dễ. Trước đó nói bi trí song vận là nói về đức hạnh của ông, tông thuyết câu thông là nói về học vấn của ông. Viên dung, hiển mật, thiền tịnh, ư nhất tâm là nói về công phu của ông, cảnh giới của ông. Hiển giáo, mật giáo, thiền tông, tịnh độ. Bốn chữ này bao quát hết tất cả pháp mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong 49 năm. Không sót chút nào. Viên dung tại nhất tâm. Tuy là như thế, lão nhân gia ngài chuyên hoằng trì danh niệm Phật, nhiếp vạn đức. Đây là nói ông phát đại bồ đề tâm, phổ độ tất cả chúng sinh. Dùng cách nào? Dùng tịnh độ. Dùng phương pháp trì danh niệm Phật trong tịnh độ. Phương pháp này từ đâu mà có? Từ kinh Vô Lượng Thọ, từ kinh Di Đà, từ pháp quán thứ 16 của thập lục quán. Pháp quán thứ 16 chính là trì danh niệm Phật. Những pháp quán khác có giảng thật tướng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Đến cuối cùng giảng trì danh niệm Phật. Trì danh là phương tiện rốt ráo. Đây là do lòng từ bi của hạ lão cư sĩ đã đến cực hạn. Ông dùng pháp môn này nhiếp vạn đức. Vạn đức là trí huệ đức tướng xứng tính trên quả địa của Như Lai. Vì Hoằng Dương Tịnh Tông nên ngài mong mỏi bản kinh đệ nhất của Tịnh Tông này sẽ được vẹt bụi tỏa sáng. Vẹt bụi tỏa sáng là thí dụ. Bởi vì hy vọng Tịnh Tông đệ nhất kinh nhất định phải có bản hoàn thiện, có một bản là tiêu chuẩn, đó tức là lại làm hội tập. Hai lần hội tập trước có tì vết, có sai sót. Dù hay nhưng không trọn vẹn. Đây là một điều đáng tiếc. Lão nhân gia ngài một lần nữa phát tâm hội tập. Mong ước bản kinh Vô Lượng Thọ này lợi lạc đương lai. Đương lai vẫn còn 9.000 năm mạt pháp. Mạt pháp còn 1.000.000 năm. Pháp vận của Phật, chúng ta là người học, không thể không biết. Rất nhiều người nói về ngày tận thế, Phật pháp không nói như thế. Pháp vận của Phật vẫn còn 9.000 năm. Những năm gần đây tuổi của tôi đã lớn, trí nhớ không còn tốt. Trước đây tôi nhớ việc rất rõ ràng. Các bạn thanh niên có thể đi kiểm tra thử những ghi chép của người Trung Quốc chúng ta.
Trong những sách mà cổ nhân viết đều có thể tra rõ ràng. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cho đến giờ, tôi nhớ dường như là 3030 mấy năm. Là 30 mấy năm thì các bạn đi kiểm tra lại. Niên phổ của Hư Vân Lão Hòa Thượng có 3030 mấy năm. Pháp vận của Phật, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm. 2000 năm này đã qua rồi, sau đó là mạt pháp. Mạt pháp 1000 năm. 1000 năm này mới trải qua 1030 mấy năm. Cho nên phía sau còn dài, làm gì để đến ngày chuyển thế. Trong thời kỳ mạt pháp dài như thế, Phật pháp có hưng có suy. Đây là trước đây Chương Gia Đại Sư nói cho tôi biết. Ông nói với tôi, Phật pháp hiện nay đã suy đến cực độ, nhưng không cần lo, rồi sẽ hưng trở lại. Sẽ hưng trở lại thôi. Phật pháp có khởi, có phục, sẽ không bị diệt. Đến lúc nào thì sẽ bị diệt? Sau 9000 năm thì thật sự bị diệt rồi. Chúng ta tin tưởng Phật, không nói dối. Như Lai là người nói lời chân, lời thật, lời như, lời không dối gạt. Chúng ta phải tin tưởng Ngài. Vì thế, Hạ Lão hy vọng bộ kinh này có thể là một bản hoàn thiện, tiêu chuẩn. Bản kinh này làm lợi lạc cho tương lai, sau này vẫn còn 9000 năm. Pháp môn nào, bộ kinh nào là khế cơ nhất? Hẳn phải là bộ kinh này. Trong bộ kinh này, từng câu từng chữ là Phật nói, không sai một chút nào. Nguyên bản là dịch từ tiếng Phạn. Trong các bản tiếng Phạn có nhiều bất đồng. Đây là nói Phật Thích Ca Mâu Ni không phải tuyên giảng một lần. Từ 5 loại bản dịch mà xét, ít nhất có 3 lần tuyên giảng. Chúng ta đã thất truyền 7 loại bản gốc. Cái này không thấy nữa rồi. Nếu như 7 bản còn, có phải cũng có chỗ không tương đồng? Bạn sẽ thấy có hơn 3 lần giảng bộ kinh này. Đây là lòng từ bi vô tận của Thế Tôn. Chúng ta hiểu rõ mới có thể sinh lòng cảm ơn. Không phải pháp môn này thì chúng ta không thể được độ, chắc chắn thế. Chúng ta có thể sinh thiên, chúng ta không ra khỏi lục đạo luân hồi. Ra khỏi lục đạo luân hồi rất khó. Đoạn dứt kiến tư phiền não cũng không dễ. Không đoạn dứt kiến tư, bạn sẽ không thoát khỏi luân hồi. Sinh lên trời, ai mà không từng sinh lên trời? Tất cả chúng sinh trên trái đất này, bạn hỏi thử xem, ai là người chưa từng sinh lên trời? Quá khứ đều từng ở trên trời. Phước trời hưởng hết, nghiệp chướng hiện tiền lại rơi xuống. Sự tịnh là như thế. Lên lên xuống xuống, ở trong lục đạo. Có ai mà chưa từng rơi xuống địa ngục? Có. Trong hàng ngũ học Phật của chúng ta có. Làm sao biết được? Nhờ thôi miên mà biết. Nhà thôi miên trong giấc thôi miên rất sâu, hỏi anh ta, bạn ở đâu? Ở địa ngục.
Tình hình trong địa ngục khổ không kể xiết, ở địa ngục chịu khổ. Anh ta từng xuống địa ngục, cũng từng lên thiên đường. Thật sự như thế, trong lục đạo chẳng có đạo nào mà anh ta chưa trải nghiệm qua, cho nên không thấy kỳ lạ. Hiểu được chân tướng của sự thật, bạn sẽ biết người ta có chết hay không? Không chết, mà chỉ luân hồi trong lục đạo. Việc sống chết chỉ là thân thể, huyết nhục. Thân huyết nhục có sinh diệt, đây là hiện tượng bình thường. Linh hồn không diệt. Nói cho chư vị, linh hồn là mê. Lúc mê gọi là linh hồn. Giác ngộ rồi thì không gọi là linh hồn, gọi là linh tính. Linh tính thì bất diệt. Không ra khỏi lục đạo thì gọi là linh hồn, siêu việt lục đạo gọi là linh tính. Đấy là người gì? Từ A-la-hán trở lên. Bạn chỉ cần ra khỏi lục đạo luân hồi thì đó là A-la-hán. A-la-hán có linh tính. Họ không mê, cho nên A-la-hán đạt được chánh giác. A nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Đây là một mục tiêu chung và duy nhất của người học Phật chúng ta. Học Phật vì muốn được cái gì? Chính là cái này. Nếu dịch ra ý nghĩa Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A-la-hán đạt được đó là chánh giác. Bồ Tát đạt được còn cao hơn là chánh đẳng chánh giác. Phật đạt được còn thêm chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, siêu việt mười pháp giới. Các ngài trụ tại thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai, chúng ta cũng thường gọi là nhất chân pháp giới. Bồ Tát còn trụ tại tứ thánh pháp giới của mười pháp giới. Ở đây nói cho chúng ta biết, pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn 9.000 năm. 9.000 năm sau, thế gian này không còn Phật Pháp. Vậy thì khổ thật rồi. Phật Bồ Tát không bỏ chúng sinh khổ nạn. Đến lúc đó, tuy Phật Bồ Tát không hiện nữa, vẫn còn người đại diện. Người này tôi nghĩ chư vị đều biết, là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài thay Phật độ hóa chúng sinh. Thay Phật mãi cho đến khi một vị Phật kế tiếp ra đời. Vị Phật kế tiếp là Di Lặc Bồ Tát. Hiện nay có rất nhiều lời đồn nói Di Lặc Bồ Tát đã giáng hạ rồi. Nói cho chư vị biết, đấy là giả thôi. Cái này đừng nên tin. Di Lặc Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này là sự thường, không kỳ lạ chút nào. Những chuyện này trong Phật môn Trung Quốc chúng ta đều ghi lại rất rõ ràng. Vào đời Tống, Bố Đại Hòa Thượng là Di Lặc Bồ Tát hóa thân. Chúng ta hiện tại cúng dường tượng của Bố Đại Hòa Thượng chính là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát.
Chúng ta xem Di Lặc Bồ Tát của Tây Tạng. Xem Di Lặc Bồ Tát của Phật giáo Nam truyền, hình dáng thanh nhã giống như Quán Thế Âm Bồ Tát, không phải như Bố Đại Hòa Thượng. Cho nên thị hiện ở Trung Quốc chính là dùng Bố Đại Hòa Thượng, đều dùng hình của Ngài mà tạc tượng. Ngoài ra cũng chép lại truyện Phó Đại Sĩ, người đời Đường là cư sĩ, là Di Lặc Bồ Tát tái lai. Phật Bồ Tát thường đến thế gian ứng hóa, nên dùng thân gì mà đổ được thì các ngài hiện thân đó. Nói Di Lặc Bồ Tát nắm giữ thiên bàn, Di Lặc Bồ Tát lại đến nhân gian làm Phật, đó là giả. Di Lặc Bồ Tát nếu đến thế gian làm Phật, lúc nào đến? Trong Di Lặc Hạ Sinh Kinh nói rất rõ ràng, 5.670.000.000 năm sau. Trong thời gian này không có Phật ra đời. Địa Tạng Bồ Tát thay thế. Chúng ta nhất định phải căn cứ theo những điều kinh điển đã ghi chép lại. Đó là thật chứ không phải giả. Cho nên Phật Pháp còn thời gian dài như thế. Pháp môn này trong thời kỳ mạt pháp dần dần sẽ biến thành pháp môn chủ đạo. Vì sao? Những pháp môn khác tuy hay nhưng không có ai có căn tính này. Bạn ý theo họ đi tu học thì vô cùng khó khăn, rất khó thành tựu. Tịnh tông biến thành pháp môn chủ đạo. Pháp môn chủ đạo mà không có một kinh điển tiêu chuẩn để chúng ta dựa vào thì thật là đáng tiếc. Vậy mới cảm nhận được. Cũng là nói, người tu hành thời mạt pháp 9.000 năm có cái nhu cầu này. Cái nhu cầu này chính là cảm. Phật Bồ Tát thì có ứng. Cái ứng này là cư sĩ Hạ Liên Cư xuất hiện ở thế gian. Chúng sinh có cảm, ông đến ứng hóa. Ông đến thế gian này để làm việc gì? Chính là làm việc này. Chúng tôi biết rất rõ. Hoàng Niệm Tổ, lão cư sĩ biết. Tôi không biết, tôi xin ông dạy cho. Tôi nói Hạ lão cuối cùng là người nào tái lai? Ông cười cười, hiện tại điều này vẫn còn bí mật, hiện tại không thể nói được. Không thể nói, hiện tại ông cũng đã đi rồi, tôi cũng không còn hỏi được ai. Chắc chắn không phải người phàm. Bạn thử nghĩ xem, Vương Đông Thư là người phàm sao? Ngụy Mặc Thâm là người phàm sao? Người phàm không làm được như vậy. Hạ Liên lão hội thành một bản hội tập trọn vẹn như vậy. Chúng ta đón ông ấy, nếu không phải là A Di Đà Phật tái lai, chắc chắn là Quan Thế Âm Bồ Tát tái lai. Mới có trí tuệ, mới có đức năng làm cái việc lớn như vậy. Đây cũng giống như Lý lão sư thường nói với chúng tôi. Trên lý thì nói được thông suốt, nhưng trên sự thì không có chứng cứ. Trên lý thì nói được thông suốt. Lợi lạc cho tương lai, bèn kế tục các bậc tiền hiền tiến hành hội tập lần nữa. Tiền hiền chính là ba vị đã nói trước đây, trên thực tế là hai vị, Vương Long Thư và Ngụy Mặc Thâm. Lần thứ ba làm hội tập.
Đây là phiên bản thứ 9. Đoạn dưới sẽ nói rõ. Tâm trạng và quá trình khi làm hội tập lại. Ngài dùng tâm trạng gì? Vứt bỏ vạn duyên. Chúng ta thường nói buông xuống vạn duyên. Cái gì cũng buông xuống. Đóng cửa 3 năm. Đóng cửa trong thời gian 3 năm. Dùng cách thức này, buông bỏ tất cả quấy nhiễu. Một mình. Bởi vì phía sau có câu nói, lắng tâm, tồn chí. Đây là nói một mình, không có đồng bạn. Tịnh đàn kết giới. Đây là sự chân thành của ông. Khi làm công việc hội tập này 3 năm, việc soạn bản thảo hoàn thành. Hoàn thành rồi. Sửa bản thảo 10 lần, lại tu đến 10 lần. Mới hoàn thành bản kinh, khi đó bộ kinh mới thành tựu. Không phải 3 năm mà thành tựu, 3 năm chỉ hoàn thành bản thảo thứ nhất. 10 năm mới thành công. Bản hội tập này, bạn thấy ông làm việc cẩn thận biết mấy. Đây là cho chúng ta một biểu pháp. Cái biểu pháp này ý nghĩa thế nào? 10 phần thành kính. Thì ông sẽ có được 10 phần lợi ích. Bộ kinh này công đức viên mãn. Không thể xem thường một chút nào. Dùng cái tâm xem thường mà làm, nhất định bạn không thể thành công, nhất định sẽ có sai sót. Hạ lão hội tập chân thành như thế, chúng ta ngày nay thọ trì cũng phải dùng cái tâm chân thành như hạ lão để thọ trì thì mới được lợi ích. Nếu như không có cái tâm chân thành như thế, cho dù kinh sách có bày trước mắt, ngày ngày đọc tụng thì cũng không được lợi ích. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Tại sao chúng ta học Phật nhiều năm như thế? Lòng vẫn thiếu kiên nhẫn. Trong tâm vẫn còn đầy những tham sân si mạn nghi. Đây là năm độc. Học Phật nhiều năm như vậy có giảm được chút nào không? Không có. Vậy chẳng khác nào không học Phật. Đáng sợ nhất là gì? Cùng với tuổi tác chồng chất, phiền toái lại càng nhiều. Những tạp khí phiền não càng ngày càng nặng. Nếu như ở trong tình trạng này, vậy tự mình phải hiểu rõ,
không thể tránh được luân hồi. Luân hồi đi đâu? Tôi kiếp sau có còn được thân người không? Vậy phải hỏi bạn. Thập thiện nghiệp đạo, bạn tu được đến đâu? Phật trong kinh giảng cho chúng ta biết, thập thiện hạng trung thì được thân người, kiếp sau còn được thân người. Bạn tự nghĩ thử xem, thập thiện nghiệp đạo của bạn, cứ thật tâm mà cho điểm, có thể cho 7, 8 phần, 10 điểm không? Có thể đạt được 7, 8 điểm, kiếp sau không mất thân người. Nếu như bạn nói tôi chỉ có 5 điểm, chưa chắc ăn. Cơ hội để bạn rơi xuống rất lớn. Nếu bạn đầy đủ 10 điểm, tới trời dục giới. Đại đa số người đi đâu? Đến Đao Lợi Thiên. Đao Lợi Thiên phải đủ 10 điểm. Thập thiện nghiệp đạo làm sao thực hành? Đệ tử quy. Đệ tử quy chính là thập thiện nghiệp thực hành sơ bộ. 113 điều trong đệ tử quy bạn đã làm được chưa? Từ đây mà nghĩ là thấy lo sợ rồi. Tại sao? Nếu không thể vãng sinh, cứ tiếp tục luân hồi, cơ hội xuống tam ác đạo quá nhiều, cơ hội vào tam thiện đạo quá ít. Làm sao đây? Sợ không? Sợ. Có thể thay đổi không? Vẫn không thể thay đổi. Sợ cũng vô dụng. Chúng ta thử so sánh với Oánh Kha Pháp Sư đời Tống, khác xa lắm. Ông ta quả thật xuất gia rồi, phá giới, hủy phạm thanh quy, tự biết bản thân, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi chắc chắn sa vào địa ngục. Ông lo sợ. Ông biết địa ngục khổ. Bèn hỏi đồng tu đạo hữu xem có cách nào cứu ông không. Các bạn đạo hữu cũng rất tốt, tặng ông một bản vãng sinh truyện, bảo ông xem. Ông xem xong rất cảm động. Mỗi lần xem một chương thì đau khổ rơi lệ, xin lòng sám hối, hạ quyết tâm. Bế quan niệm Phật 3 ngày 3 đêm, không ăn, không ngủ, không nghỉ. Niệm một câu Phật hiệu đến cùng, chân thành. Đây là gì? Sợ địa ngục khổ, cầu cứu mạng. Thật sự làm. Niệm 3 ngày 3 đêm, A-di-đà Phật hiện ra. A-di-đà Phật thật từ bi. Bạn thật sự chịu làm, Ngài thật chiếu cố đến bạn. Phật A-di-đà đến cho ông biết, thọ mệnh của con còn 10 năm. Hãy niệm Phật cho tốt. Đợi đến khi thọ mệnh hết, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Oánh Kha nghe rồi, liền cầu Phật A-di-đà. Ông nói, con không cần 10 năm thọ mệnh đó. Nếu còn sống tiếp 10 năm,
con không thể chịu được cám dỗ, con lại không biết tạo ra bao nhiêu tội nghiệp nữa. 10 năm thọ mệnh đó con không cần, giờ con muốn theo Ngài đi. Phật A-di-đà thấu tình, đạt lý, nói với ông, được, 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn con. Ông rất mừng. Ông mở cửa phòng, nói với mọi người, tôi niệm A-di-đà Phật 3 ngày, niệm đến Phật xuất hiện rồi. 3 ngày sau Phật A-di-đà đến tiếp tôi đi vãng sinh. Các vị đồng tu, đạo hữu trong tự viện, ai cũng thấy ngạc nhiên. Dù sao, thời gian 3 ngày không dài, để xem 3 ngày sau ông có vãng sinh hay không. Nhưng nghe ông nói dường như không phải gạt người, dường như thật sự có chuyện đó. Đến ngày thứ 3, yêu cầu mọi người niệm Phật tiễn ông vãng sinh. Mọi người đương nhiên hoan hỷ, được, đều niệm Phật hồi hướng cho ông. Niệm Phật chưa đến 1 phút, ông nói với mọi người, Phật A-di-đà đến rồi. Tôi thấy Ngài rồi, Ngài tiếp dẫn tôi. Rồi ông đi, thật sự đi. Trong kinh Di-đà nói, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày là thật, không phải giả. Oánh Gà Pháp Sư đã cho chúng ta một ví dụ. Đó là thật sự sợ địa ngục khổ, buông bỏ vạn duyên, một lòng niệm Phật, ngay đây liền đi vãng sinh. Thọ mệnh bao lâu không cần nữa. Ở thế gian này đều là tạo nghiệp. Chỉ cần chúng ta buông xuống được, vứt bỏ vạn duyên, thật sự thực hành. 3 năm trước, tại Thẩm Quyến, có một cư sĩ là thanh niên khoảng 30 mấy tuổi, tên Hoàng Trung Sương. Nghe trong vãng sinh truyện có chuyện này, niệm Phật 3 năm thì có thể vãng sinh. Ông ta thử bế quan 3 năm, xem có thể thành tựu hay không. Trong phòng 2 năm 10 tháng, vẫn còn 2 tháng nữa mới hết hạn. Ông đã biết trước ngày giờ, đã vãng sinh rồi, cũng không bệnh tật gì. Hỏa táng xong còn lưu xá lợi, hiện tại cúng phụng tại một đạo tràng nhỏ ở Thẩm Quyến. Điều này chứng minh cho chúng ta là thật, không phải giả. Ông ta ở trong phòng 3 năm, mỗi ngày niệm 1 lần kinh Vô Lượng Thọ, còn lại niệm Phật không dứt. Phương pháp mà tôi dạy ông ta là Đế Nhàn Pháp Sư dạy đồ đệ của ông, một người thợ vá nồi. Niệm mệt thì nghỉ, không kể ngày đêm. Tỉnh rồi thì tiếp tục niệm. Thật sự làm đến tâm không có 2 niệm, tức là 1 câu A-di-đà Phật. Ông không giống người thợ vá nồi ở chỗ mỗi ngày niệm 1 lần kinh Vô Lượng Thọ, thêm 1 bộ kinh Vô Lượng Thọ. Phật hiệu không gián đoạn, thành công rồi. Vãng sinh có khó không? Không khó. Vấn đề là bạn có chịu buông xuống không? Mấu chốt là ở đó.
Một câu từ bỏ vạn duyên chính là mấu chốt. Chỉ cần làm được điều này thì được rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Tham sân si có cảm ứng chính là tai nạn, là khác thường. Giới định tuệ là bình thường. Cho nên phải phát Bồ Đề Tâm, luôn luôn chuyên niệm một phương hướng, phương Tây. Một mục tiêu, thế giới cực lạc. Một nguyện vọng, thân cận Phật A-di-đà. Thì một đời này chúng ta sẽ thành công. Các thứ khác là giả. Học rộng nghe nhiều là không sai, nhưng không kịp nữa. Cho nên tôi thường thường khuyên một vài đồng học: muốn học rộng nghe nhiều cho tốt, đi đến thế giới cực lạc. Vì sao? Đi đến chỗ đó, một điều kiện đầu tiên chúng ta có được là vô lượng thọ. Nhiều bao nhiêu đi nữa, được, ta có chính là thời gian. Chỗ này tánh mạng quá ngắn ngủi, chúng ta không thể lãng phí thời gian, không chịu nổi lãng phí. Hơn nữa tại thế gian này trí tuệ chưa khai mở, học thứ gì đi nữa cũng sẽ không viên mãn, kiến thức nửa vời, trong đó còn phạm rất nhiều sai lầm, cần gì phải như thế. Cho nên phải thật thà, phải nghe lời Phật dạy cho chúng ta, luôn luôn chuyên niệm là Phật dạy. Đây là kinh văn trong kinh Vô Lượng Thọ. Tông, tông là tông chỉ. Tông là ý nghĩa gì? Trọng yếu nhất. Đây là nói phương pháp tu học. Phương pháp tu học trọng yếu nhất. Phương pháp đáng tôn sùng nhất. Mười phương chư Phật đều tán thán. Phương pháp tu học chủ yếu của Tịnh Độ Tông chính là luôn luôn chuyên niệm. Tông có ba ý nghĩa như thế. Lấy đại nguyện của Đức Di Đà, mười niệm nhất định vãng sinh làm gốc. Đây là nguyện thứ 18. Phát Bồ Đề Tâm là nguyện thứ 19. Trong 48 nguyện, hai nguyện này trọng yếu nhất. Cổ Đại Đức nói 48 nguyện, nguyện nào trọng yếu nhất? Mọi người đều nói là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là mười niệm, một niệm đều có thể vãng sinh. Điều kiện là gì? Điều kiện là đầy đủ tín nguyện. Một niệm, mười niệm này là chỉ thời gian nào? Là nói lúc bạn vãng sinh, lúc bạn rời khỏi thế gian, chính là ý niệm sau cùng. Một niệm sau cùng đó là A Di Đà Phật, một niệm đó thì vãng sinh. Cho nên một niệm sau cùng, lúc chấm dứt thọ mạng, nếu còn nhớ đến một chút tài sản trong nhà, vậy thì xong đời rồi. Đó là đi đến quỷ đạo. Nếu nhớ đến người nào đó làm oan uổng tôi còn hận hắn, vậy thì đi đến địa ngục. Một niệm sau cùng là liên quan tới bạn từ chỗ này chết sẽ sinh đến chỗ nào, mấu chốt tại một niệm đó. Cho nên một niệm đó quá trọng yếu.
Trọng yếu nhất khi đưa tiễn vãng sinh chính là giúp đỡ họ một niệm sau cùng. Đừng có quên A-di-đà Phật. Chúng ta ở bên cạnh họ, niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Nhắc nhở họ, vậy thì công đức vô lượng. Khuyên họ không nên có ý niệm nào khác. Cổ đại đức càng làm tốt hơn. Họ hàng quyến thuộc không cho phép đến gần. Lúc họ sắp đứt hơi, tránh cho họ hàng quyến thuộc làm khởi lên tình chấp của họ. Vừa khởi lên tình chấp thì lập tức đọa lạc, thì vào ba đường ác. Họ hàng quyến thuộc rời khỏi, các đồng tham đạo hữu lại giúp đỡ họ. Đây là chính xác. Họ hàng quyến thuộc dù là học Phật, tốt nhất cũng rời khỏi. Nhìn thấy con cháu mình, họ sẽ xúc động tình cảm. Vào lúc đó vừa xúc động thì vấn đề nghiêm trọng. Cho nên họ hàng quyến thuộc tránh ra chỗ khác là hết sức có đạo lý. Giảng rõ chánh nhân vãng sanh của Tam Bối. Điều này Phật giảng trong kinh rõ ràng. Tam Bối vãng sinh, vãng sinh chính nhân. Hai chương này vì chúng ta nói rõ ràng, nói sáng tỏ, rộng thâu hết thảy thánh phàm trong chín giới. Pháp môn này quá lớn. Có năng lực nhiếp thọ chúng sinh trong chín pháp giới. Ba giới phía trên, trong chín pháp giới là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Chúng ta gọi các ngài là thánh nhân. Bồ Tát là đại thánh, Thanh Văn Duyên Giác là tiểu thánh. Trong luật đạo đều là phàm phu, chúng phàm phu. Niệm Phật vãng sinh tịnh độ, đi làm Phật. Ai cũng có phần. Quỷ thần cũng có phần. Trời người cũng có phần. Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát cũng có phần. Vấn đề là bạn có phước báo này hay không? Duyên phần bạn có thể gặp được. Gặp được rồi, bạn tin tưởng, bạn liền phát nguyện vãng sinh, vậy là thành tựu. Theo lý mà nói, hẳn là Bồ Tát, A-la-hán so với chúng ta dễ dàng hơn. Vì sao trong kinh nói mười pháp giới vãng sinh thì con người là thuận tiện nhất? Đây là nguyên nhân gì? Trong kinh 42 chương có một thí dụ: dạng phú quý học đạo khó, người giàu sang hưởng phước, đem chuyện học Phật quên mất, sơ sót. Bần cùng học đạo cũng khó, bần cùng thì đời sống của họ quá khổ, ba bữa cơm họ đều không đủ ăn. Họ bận rộn kiếm sống, không có thời gian đi học Phật. Mà nhân đạo thì sao? Không tính là rất giàu sang, nhưng mà cũng không phải quá nghèo hèn. Tức là gia đình thường thường bậc trung, dễ dàng giác ngộ, dễ dàng tu hành. Thuận tiện là ở chỗ này. Điều này chúng ta có thể cảm nhận được
cuộc sống cõi trời so với chúng ta tốt hơn. Phước báo rất lớn, bác đạo thì sao? Quá khổ. Tình hình hiện tại hình như có một chút thay đổi. Tôi nghe được không ít tin tức. Ngay cả ngạ quỷ, địa ngục, niệm Phật vãng sinh cũng không ít. Ngược lại người không còn tin nữa. Người niệm Phật sau cùng đều niệm đến vào quỷ đạo, niệm đến vào trong địa ngục. Đây là chuyện gì xảy ra? Sự việc này chư vị nếu xem, Đại Thế Chí Viên Thông Chương Sớ Sao của Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư. Đại Thế Chí Viên Thông Chương rất ngắn, 244 chữ. Chú giải của ông một quyển dày như thế. Quyển sách tôi xem là loại đóng bụt gì, một quyển dày như thế. Một trang sau cùng, tôi khi ấy xem không hiểu. Trong đó giảng người niệm Phật có 100 loại quả báo. Câu đầu tiên là người niệm Phật đọa địa ngục A Tỳ, đọa ngạ quỷ, đọa súc sanh. Tôi xem rồi hết sức nghi hoặc. Tôi đem quyển sách này đi hỏi lão sư. Lão sư Lý Bỉnh Nam, tôi theo ông học kinh giáo. Tôi nói, thưa lão sư, niệm Phật là chuyện tốt, niệm Phật sao lại đọa địa ngục? Lão sư vừa nhìn, đây là vấn đề lớn. Vấn đề này trọng yếu, tôi không nói riêng cho một mình ông. Lúc giảng kinh, tôi sẽ giảng cho mọi người đạo lý này. Thật sự, bạn dùng tâm gì niệm Phật? Bạn niệm Phật không có đoạn tham sân si. Tham sân si mạn nghi gọi là năm độc. Bạn dùng tâm có năm độc này mà niệm Phật vẫn là đọa địa ngục. Cho nên không thể không rõ nhân quả. Vậy niệm Phật có uổng công niệm Phật không? Niệm Phật không uổng công. A Lại Gia Thức đã gieo xuống hạt giống Phật. Tội nghiệp mà bạn tạo tác, trước hết phải chịu quả báo. Chờ sau khi bạn ra khỏi địa ngục, vậy không biết đến một đời nào lại được thân người, mà còn gặp được Phật Pháp, gặp được tịnh độ, bạn tiếp tục tu trở lại. Cho nên chỉ có thể nói, trong A Lại Gia Thức gieo trồng một hạt giống niệm Phật, chủng tử này vĩnh viễn không hoại, sau này nhất định sẽ khởi tác dụng. Lợi ích này cũng rất thù thắng. Tuy nhiên, trong lục đạo luân hồi, bạn còn phải chịu nhiều đau khổ. Cho nên niệm Phật cần dùng Bồ Đề Tâm mà niệm. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bạn dùng tâm như vậy mà niệm, hoàn toàn tương ưng. Thật sự là một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Chính hiển trì danh niệm Phật chi pháp, trực chỉ vãng sinh quy nguyên chi lộ. Thị cố thử kinh, xương vi tịnh tông đệ nhất kinh giả. Xác thật là Tổ sư Đại Đức vì chúng ta hiển thị ra. Phương pháp trì danh niệm Phật là trực chỉ. Không đi đường vòng.
Trực chỉ tức là đường đi gần nhất. Con đường thẳng này không có quanh co. Đi đến đâu, vãng sinh quy nguyên. Quy nguyên tức là quay về nguyên thủy. Nguyên thủy là gì? Là tự tính. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm của chúng ta là từ trong tự tính biến hiện ra. Tự tính năng sinh, năng hiện. A lại gia, năng biến. Đây là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng ta gặp được Phật, Bồ Tát. Phật, Bồ Tát cũng là ở trong mười pháp giới, ở trong vòng luân hồi giống chúng ta, chịu khổ, chịu nạn. Các ngài giác ngộ, các ngài quy nguyên, hồi quy tự tính. Chúng ta thường nói là giảng các ngài thành Phật, các ngài thành Bồ Tát, hồi quy tự tính. Các ngài rõ ràng, các ngài sáng tỏ. Cho nên các ngài đến chỉ đạo chúng ta, đến giáo hóa chúng ta làm thế nào ra khỏi biển khổ. Lục đạo là biển khổ. Ở sâu trong biển khổ, tứ thánh pháp giới là vùng ven biển, biển cạn. Lên trên bờ mới xem như ra khỏi. Bờ đó gọi là bờ bên kia, gọi niết bàn là bờ bên kia. Niết bàn là bất sinh bất diệt, công đức viên mãn, bất sinh bất diệt. Bờ bên kia là thật báo trang nghiêm độ. Phật giáo hóa chúng sinh, giúp đỡ hết thảy chúng sinh mới xem là đã viên mãn. Cho nên kinh này là kinh đệ nhất trong Tịnh Tông. Đã là đồng học trong Tịnh Tông thì nhất định phải học.